Kính thưa quý vị, những ngày qua, thông tin các vận động viên trẻ của đội tuyển bóng bàn Việt Nam kêu đói vì khẩu phần ăn không đủ và bị cắt giảm tiền ăn, tiền lương sau khi nhận phải chuyển một phần cho huấn luyện viên, bất thường gây xôn xao dư luận. Ngay sau xuất hiện thông tin này, cục thể dục thể thao đã có cuộc làm việc với bộ môn bóng bàn, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Theo lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đội tuyển báo cáo không có sự việc như thông tin trên truyền thông và mạng xã hội. Ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết. Sáng ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao triệu tập Ban huấn luyện đội tuyển học. Ban huấn luyện, vận động viên báo cáo tình hình ăn uống vẫn đầy đủ, không như thông tin phản ánh trên truyền thông. Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo tiếp tục làm việc với các bên liên quan để báo cáo lại. Huấn luyện viên trưởng khẳng định không có sự việc như vậy. Chiều nay, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với đội tuyển trẻ quốc gia và các bên liên quan để làm rõ những thông tin này. Đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam có 12 người, trong đó có 10 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Toàn bộ các thành viên của đội tuyển sẽ có mặt trong cuộc họp chiều nay cùng với lãnh đạo cục thể dục thể thao, bộ môn bóng bàn và báo chí để các bên cùng làm rõ vụ việc, tránh gây dư luận không tốt. Trước đó trên báo chí có phản ánh và dẫn lời một số tuyển thủ của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia đang luyện tập tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội phản ánh việc mình thường xuyên bị đói vì ăn không đủ, phải ra ngoài mua thêm đồ ăn. Ngoài ra các vận động viên khẳng định, có việc ăn xén tiền ăn cùng với mỗi vận động viên phải đóng một khoản tiền với huấn luyện viên trưởng mỗi tháng. Sau khi kết thúc buổi luyện tập cuối cùng trong ngày đầy mệt mỏi, các vận động viên trẻ quốc gia bộ môn bóng bàn độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi tập trung về nhà ăn của đội nằm ngay cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mâm cơm chiều dành cho 8 vận động viên trẻ có đậu rán, cá ba sa kho, nem rán, một đĩa rau củ luộc và một bát canh cà chua nổi váng mỡ dày đặc. Theo chế độ ăn, mâm cơm chiều này có giá là 800.000 đồng. Trong bữa sáng ngày kế tiếp, mỗi vận động viên được nhà bếp cấp một gói xôi gấc và một chai nước ngọt, dù bữa sáng trị giá 100.000 đồng một người. Trao đổi với phóng viên, các tuyển thủ trẻ cho biết họ thường xuyên bị đói thức ăn bị thiếu thường xuyên. khi đói thì bọn cháu ăn mì gói hoặc tự bỏ tiền ra mua đồ ăn ở bên ngoài về. bố mẹ gửi đồ ăn lên hà nội để ăn thêm, mà nếu không gửi thì mình đành nhịn đói thôi ạ. trong vài người nhà đến thăm vận động viên, phóng viên đã đột nhập bếp ăn của khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đỉnh. chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì đa số đồ ăn trong các mâm cơm của những tuyển thủ trẻ này đều được nấu từ đồ đóng túi đông lạnh. cá ba sa cắt khúc nem rán, trả mỡ Hà Nội chất đầy trong ngăn đông tủ lạnh để phục vụ các vận động viên trẻ quốc gia. Theo thông tư 86-2020 do Bộ Tài chính ban hành đã quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Cụ thể các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng là 320.000 đồng một ngày. Vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD, Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng là 480.000 đồng một người một ngày trong thời gian không quá 90 ngày. Với vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng ASIAD, Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng là 640.000 đồng một người một ngày. Hàng tháng các vận động viên trẻ quốc gia sau khi nhận lương và tiền ăn từ ngân sách của cục thể dục thể thao, mức cao nhất là khoảng 15 triệu đồng. Từ số tiền này, các vận động viên sẽ nộp từ 9 đến 10 triệu đồng vào bếp ăn tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Số tiền còn lại, họ đều phải nộp lại cho huấn luyện viên trưởng là ông Bùi Xuân Hà từ 1 đến 5 triệu đồng. Điều lạ là trong cùng một tháng, mỗi vận động viên trẻ phải nộp cho thầy một số tiền khác nhau với mức độ chênh lệch rất lớn có em phải nộp 1 triệu nhưng cũng có em phải nộp tới 4 đến 5 triệu đồng cho thầy. Lý giải về điều này, ông Hà cho biết, đây là những khoản tiền để chi cho đội tuyển đi ăn uống bên ngoài, đi xem phim, dã ngoại. Nhưng các vận động viên khi trao đổi với phóng viên thì lại khẳng định họ chưa từng được hưởng những đãi ngộ như vậy. Theo ông Bùi Xuân Hà, chế độ luyện tập của các tuyển thủ trẻ được chia làm hai buổi mỗi ngày, tổng giờ tập là 6,5 tiếng một số vận động viên không chịu nổi do mệt mỏi đã phải xin nghỉ tập. Để có sức luyện tập, các em phải tự bỏ tiền ra ngoài mua đồ ăn để bổ sung năng lượng. Một vận động viên nói với phóng viên, nếu được ăn ở ngoài, cháu ăn bữa sáng có phở thêm quẩy hết 50.000 đồng, bữa trưa ăn cơm sườn là 60.000 đồng, bữa tối ăn no cũng hết 70.000 đồng. Một ngày cháu ăn hết 180.000 đồng là no rồi. Bên cạnh đó, Ồn ào xoay quanh việc các vận động viên bị cắt giảm tiền ăn, tiền lương sau khi nhận phải chuyển một phần cho huấn luyện viên bất thường cũng đã gây xôn xao dư luận. Cục Thể dục thể thao cho biết sẽ tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan và có thông báo chính thức sau. Cục này cũng khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nói riêng. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Ông Chu trổ tài đãi cát tìm vàng ở đội tuyển Việt Nam Trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam cho nhiều tài năng trẻ, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Chu Giờ phải đối diện với nhiệm vụ là phải mai rũa để những viên ngọc thô trở nên rực rỡ trong tương lai gần. Trổ tài Mai Ngọc Đội tuyển Việt Nam đang có cuộc trẻ hóa triệt để nhất trong nhiều năm qua khi huấn luyện viên Philip Chuser ưu ái dành tới gần một nửa số suất triệu tập 14 trong số 33 cầu thủ ở đợt tập trung tháng 10 cho các tài năng U23. Trong đó có nhiều cầu thủ lần đầu lên tuyển dù chưa từng ra sân ở V-League như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Minh Trọng hay Văn Cường. Thực tế đội tuyển Việt Nam đã từng nhiều lần trẻ hóa. Thời huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền hàng loạt sao trẻ từ đội U23 Việt Nam năm 2018 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên lợi thế của ông Park trước đây là sở hữu đội hình tài không đợi tuổi, vô cùng thiện chiến, đã ra sân ở nhiều giải đấu lớn nhỏ khi còn rất trẻ. Lứa U23 Việt Nam mà ông Chu Zơ sở hữu hiện tại khó sánh bằng đàn anh về mặt kinh nghiệm, bởi dàn cầu thủ này bị gián đoạn cơ hội đá các giải trẻ ở giai đoạn 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng ông Chu Zơ vẫn có cơ sở để đặt niềm tin Chiến lược gia người Pháp có gần 3 năm làm việc ở PVF, huấn luyện nhiều cầu thủ thuộc lứa U19. Ngoài 3 trận nắm quyền ở đội U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2020, huấn luyện viên Chùa giờ đã có nhiều đợt tập trung gọi tới 50-60 cầu thủ nhằm đảm bảo danh sách 100 cầu thủ được chui rèn liên tục cho bóng đá Việt Nam hướng tới giấc mơ World Cup. Ở những đợt tập trung trước, huấn luyện viên Chuzer còn yêu cầu lứa đàn anh ở đội tuyển Việt Nam theo dõi cách U23 Việt Nam thực hiện các bài tập Với huấn luyện viên Chuzer, không có danh giới giữa cầu thủ trẻ với các ngôi sao Ai đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ có suất đá chính Tiêu biểu như trường hợp của Văn Tùng, Thái Sơn, Tuấn Tài ở các trận giao hữu trước Dù vậy, để mai rũa ngọc thô, vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cần có lộ trình phát triển cầu thủ rõ ràng Thay vì một quyết định triệu tập thuần túy Khi huấn luyện viên Park còn nắm quyền Ông đan cài, sen kẽ lứa trẻ với lớp đàn anh theo tỷ lệ được chọn lọc kỹ càng. Số lượng cầu thủ trẻ thường chỉ chiếm từ 30 đến 40% quân số đội tuyển để vừa thử nghiệm, vừa trao cơ hội cho lớp kế cận, nhưng mà vẫn đảm bảo lớp cầu thủ trẻ này được đàn anh kỳ cựu dẫn dắt. Mỗi huấn luyện viên thì có một triết lý dùng người riêng, phụ thuộc vào chất lượng các cầu thủ trẻ, cũng như đòi hỏi chuyển giao của đội tuyển Việt Nam. Vì thế hy vọng huấn luyện viên Chu Dơ thành công với triết lý của mình. Lách cửa hẹp Ông Chuzer đã sử dụng cách làm cài răng lược, xong làm việc với cầu thủ trẻ. Các huấn luyện viên cần sự kiên trì, thậm chí là hơi mạo hiểm. Với cơ hội cạnh tranh ít ỏi, các cầu thủ trẻ cần tận dụng tối đa cơ hội để được thi đấu. Dưới thời ông Park, rất nhiều cầu thủ trẻ được trao xuất lên tuyển, nhưng số trụ lại thì rất ít ỏi. Có thể kể đến là Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Đức, Tuấn Hải khác biệt nằm ở nỗ lực vượt bậc của cầu thủ, không chỉ trên khía cạnh chuyên môn mà còn là sự thích nghi. Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có lối chơi cởi mở, dựa trên nguồn năng lượng dồi dào mà ông Chu Dơ đang phát triển. Cơ hội sẽ đến với những cầu thủ trẻ đã định hình kỹ năng chơi bóng cùng những phẩm chất đặc biệt ở một số vị trí như Thái Sơn là tiền vệ trung tâm, Tuấn Tài là trung vệ lệch cánh, hay Văn Cường là chạy cánh phải. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt các cầu thủ cần học cách tự hoàn thiện để trưởng thành. Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: Ý định thử nghiệm luôn nằm trong tính toán của ông Chu Lứa cầu thủ U23 cũng có khoảng thời gian làm việc nhiều với huấn luyện viên người Pháp. Nếu trong số này có khoảng 5 đến 7 cầu thủ được ra sân đã là thành công. Chuyên gia Đoàn Minh Sương lại có quan điểm: Dù ưu tiên thử nghiệm cầu thủ, nhưng ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng ra sân với bộ khung quen thuộc từ thời huấn luyện viên Park. Sự điều chỉnh sẽ đến từ lối chơi và cách tổ chức đội hình. Tuy nhiên với cánh cửa cho cầu thủ trẻ chưa bao giờ khép lại, đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu kép, vừa đãi cát tìm vàng mà vẫn đảm bảo thành tích ở vòng loại World Cup 2026.